thì thư thái khi mình nuôi dưỡng cho lòng mình một giọt gió mát lành, một giọt suối mát lành, mình là được hưởng sự mát lành đấy đầu tiên đấy, không phải ai đâu ạ. Và sau đó người thân quen mình và người yêu thương mình, nhưng khi mình dưỡng cho lòng mình một ngọn lửa, một sự buồn bực mệt mỏi lo lắng đố kỵ, mình là người bỏ đầu tiên, sau đó người yêu thương mình xung quanh mình. Rất là chúc mừng, rất là biết ơn vì có những tấm lòng của anh chị ngồi đây cùng với những dự án của mình, cùng với những người thầy đang dẫn dắt, người thầy bên trong và người thầy bên ngoài. Thực sự là từ kiến thức của ngày hôm nay thì cũng là những cái ác ý của mình từ rất lâu rồi. Okay. Dạ, xin được hoan nghênh anh ta đã chia sẻ của tôi là xin chúc mừng thực sự hai vợ chồng đã tìm với nhau cùng con đường. Và biết là mình thích nhất phần chia sẻ của bạn là cái gì không? Cái phong thái của bạn. Anh nói cái sự tâm huyết và nói sự đam mê, và khi cái tâm huyết, cái sự nhiệt tâm cho mình được nói ra, mình thêm hạnh phúc, mình thêm vững tin và đừng lựa chọn, đồng thời người nghe cũng soi vào cái câu chuyện của mình để họ tìm thấy chính họ nữa, để họ tìm thấy rằng à không phải chỉ mình mà có rất nhiều người đang nỗ lực, đang có những cái đam mê giống mình. Và thực sự cái bạn câu chuyện bạn chia sẻ, mình nhớ rằng tâm hồn của đứa trẻ như mảnh vườn tập của chúng ta đấy, chúng ta thường xuyên tưới vào cái mảnh vườn đó, cái mùa nước nào thì cái hạt mầm nó sẽ thức giấc, tưới yêu thương, tưới mát lành, hay tưới những đố kỵ buồn bực thì cái hạt mầm thức giấc. Thế là hy vọng rằng giáo dục thì sự là lựa chọn đúng đắn để chúng ta tưới vào cuộc đời của đứa trẻ những cái sự này của tương lai và những thành công tương lai. Cái mục đích chính mình mở cái ngôi này là mình kết nối với các bạn thanh niên, và em nghĩ là cái đội thanh niên hiện nay các bạn nhân viên nhà em 2K5, 2K6 nhiều lắm, các bạn ấy được tiếp cận những cái điều về gọi là kỹ năng sống này một cách đơn giản hóa, thì em nghĩ là em cảm thấy là em vui vì em làm cái điều đấy cụ thể hơn tới các bạn nhân viên nhà mình. Các bạn ấy được tới những cái vùng cao, các bạn ấy được gặp những người khó khăn, các bạn ấy sẽ thấy những giá trị nó thực tế hơn. Chúng em có một cái lớp học mà em vẫn rất là tự hào để khoe với mọi người, là cái lớp học đó kéo dài liên tục trong vòng 7 tháng, bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng, nó không nghỉ một ngày nào. Bảo đấy là một cái điểm chốt để em bước chân vào cuộc sống, và mong muốn rằng là à mình có thể làm gì, mình có thể lan tỏa giá trị, mình có thể kết nối được gì theo một cái dòng chảy, rồi đến hai anh em trai từ Bắc Ninh lên, rồi mọi người cùng mở lòng dần dần, rất là tuyệt vời. Chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Khi uống chén nước trong, ta nhớ cội nhớ nguồn. Khi nhấp chén trà thơm, hỏi nước đến từ đâu. Các bạn để ý khi mình rót trà nước sôi vào, những tôm trà sẽ xoay vòng đảo lộn, xoay lên hướng, xong thời gian sẽ lắng xuống dưới, tụ lại. Cũng giống như mỗi chúng ta đến giữa cuộc đời này, loay hoay, băn khoăn, tìm một vị trí đứng cho riêng mình. Và khi chúng ta tìm được rồi, chúng ta tụ lại bên nhau, quây quần bên nhau và hỗ trợ. Cái con đường chị Chi cũng là con đường chọn lọc để tìm ra con đường của chị, và chúng ta cũng thế. Khi chúng ta tìm được nhau rồi, chúng ta tụ lại bên nhau. Ban đầu vị trà có thể đắng chát, nhưng sau đó nó ngọt dần và nó vẫn còn mãi cái dư vị còn mãi. Cuộc sống chúng ta đang đi cũng vậy. Tìm được nhau rồi sẽ chia sẻ với nhau, tụ lại bên nhau và chia sẻ cái sự ngọt ngào cùng nhau sau những cái khó khăn. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Chi rất là tuyệt vời, đúng không? Cảm ơn những bàn tay chăm sóc bữa ăn ngon, nào bên nhau bạn ơi, chân quý phút giây này cùng ăn trong thành thơi, nguyện dưỡng trái đi này. Mong cho